Vâng, và bạn thành ngôn TJD xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể khách quý đã và đang xem video. Rất vinh dự khi hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Và trong video này thì mình sẽ mang đến cho cả nhà chúng ta 7 mẫu dây chuyền vàng nam với tầm giá hiện tại khoảng 15 triệu theo yêu cầu của một số khách hàng bình luận ở trên kênh YouTube. Và mình sẽ mang đến cho chúng ta mẫu đầu tiên. Chúng ta có thể thấy được là đây là một chiếc dây chuyền có tên là dây mè ha cả nhà ha. Một kiểu dây mè nó cách điệu một chút nha. Dây mè này nó hơi khác so với các cái mẫu dây mè khác nha. Đây mình lấy nét ha. Ok. Thiết kế rất là sắc sảo ha, rất là đẹp luôn. Rồi cho chúng ta xem theo chiều dọc ha. Mẫu này chúng ta sẽ có khối lượng là hơn 5 chỉ nha cả nhà. Mình chỉ có thể ước tính cho chúng ta là nó khoảng 15 triệu, còn chính xác thì nó tùy vào thời điểm giá và nó sẽ có dao động một chút ha cả nhà ha. Rồi mình sẽ lên chúng ta mẫu số 2. Mẫu số 2 của chúng ta thì có tên gọi là dây lặt N. Nghĩa là nó là dây lặt và nó có một số cái điểm nối là chữ N ha. Và nó có khối lượng cho chúng ta là cũng hơn 5 chỉ, nhưng mà thấp hơn cái mẫu số 1 vừa rồi một chút. Ok, mời cả nhà chúng ta cùng xem qua. Ok. Chúng ta sẽ xem theo chiều dọc ha. Rồi, mình sẽ lên tiếp tục mẫu số 3. Cũng là mẫu dây lặt N, nhưng mà mẫu này thì có khối lượng thấp hơn một xíu là 4,6 chỉ. Và nó làm đặc hơn ha, nó không có làm bọng nên là nó sẽ hơi nhỏ. Ok, xin mời cả nhà chúng ta cùng xem qua ha. Đây, nó sẽ có cái kiểu như vậy. Mình sẽ cho chúng ta xem theo chiều dọc. Ok. Chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 4. Mẫu số 4 của chúng ta thì gọi là dây xích bi, có khối lượng là 4 chỉ cả nhà ha. Đây, xích bi là nó như thế này. Nó là dây xích mà nó có một cái viên bi ở ngay chính giữa. Ok. Rồi, mình sẽ lên tiếp tục mẫu số 5. Mẫu số 5 của chúng ta thì là dây cong Hàn Quốc, có hình kim tiền phong thủy ha. Đây, tổng khối lượng của chúng ta là gần 5 chỉ. Mẫu này cũng đặc ha, không có bọng nên là nó sẽ hơi nhỏ. Đây, chúng ta thấy là nó có cái ống kim tiền ở đây nè. Đó, có 4 cái đồng kim tiền nối với nhau nè. Mang đến tài lộc phong thủy với gia chủ ha. Ok. Mình sẽ lên mẫu số 6. Mẫu 6 của chúng ta là mẫu dây xích Levit. Nó có chữ Levit ở trên những cái cọng xích đó cả nhà. Mẫu này có khối lượng là cũng gần 5 chỉ, 4,9 chỉ ha. Đây. Nhìn nó khá là sang. Cho chúng ta xem theo chiều dọc. Ok, mình sẽ lên mẫu cuối cùng là mẫu số 7. Mẫu số 7 là dây xích may mắn. Nó có những cái đường móc máy rất là lấp lánh, lung linh luôn. Có khối lượng là hơn 4,5 chỉ. Đây, mời cả nhà chúng ta cùng xem qua. Đây, chúng ta thấy có những cái đường móc máy ở trên từng cái cọng xích này, rất là đẹp. Vừa mạnh mẽ nhưng mà vừa thu hút ha. Chúng ta xem được chiều dọc. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà chúng ta muốn xem thêm nhiều mẫu, hãy liên hệ trực tiếp hotline ngay bên dưới góc màn hình, hoặc chúng ta đến trực tiếp chi nhánh của Thành Ngôn TJD, hai chi nhánh tại Biên Hòa. Chúng ta có thể lên truy cập website tjd.vn hoặc liên hệ để được tư vấn nhiều mẫu nhất. Đến lựa xem thoải mái, nhiều mẫu lắm cả nhà ơi. Thời lượng có hạn nên mình không có đưa lên hết được. Cả nhà chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật về những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại.